trò gì ở đây đấy? Định định cái gì? Mở cái cửa hàng nho nhỏ mà. Mà này, ông mù thật hay là mù giả đấy? Bỏ cái kính ra. Ê, mù thật. Thật thì bỏ cái kính ra đây, trông quen lắm đây này. Mở. À, nó chết rồi. Thằng quân tì đấy. Mày làm cái trò gì ở đây? Khổ quá. Em mất công hóa trang từ sáng đến giờ bác ấy. Lột mù của em đã thấy lộ hết cả mù. Này, cái giải chiếu đây mình ngồi là mày định cạnh tranh không lành mạnh với cái công ty bơm vá của tao đấy à? Bác ơi, em định mở hàng để em kiếm một tí đi mày, có sao đâu bác. Gì? Kiếm cái gì? Dạ, tẩm quất xoa bóp ạ. Trang trù. Dạ vâng. Chuyên tẩm quất xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, rác hơi. Sang trù là thằng nào? Dạ, sang trù là em, là quân tì. Mày là quân tì thì sao lại là sang trù? Vâng. Sao tao nghe lại cứ như là quân trùn ấy. Sang trù tức là dịch tiếng Trung Quốc, quân tì. Đây, sang trù. Này, dạ. Làm cái trò gì ở đây thế à? Đây này, đây này, thằng quân tì nó dám hành nghề đây này. À, chú giải thích sao? Chú đang định làm cái trò gì đây thế à? Không có hỏi han ai cả, cứ ra đây làm bừa thế này là như thế nào? Giải thích thế nào? Bác ơi, em thấy cái vỉa hè nó còn rộng mà chưa có ai ngồi, thì em định xin bác một có mét vuông này thôi để em ngồi em kiếm một tí hành nghề xoa bóp bấm huyệt. Xoa bóp bấm huyệt? Vâng, xoa bóp bấm huyệt này. Này, thôi đi, người ta xoa bóp bấm huyệt là phải có cơ sở đàng hoàng, là phải được học hành tử tế. Bây giờ xoa bóp bấm lung tung thì chết người ra đấy thế nào? Có giấy phép không? Hai bác coi thường em quá. Em là vừa mới tốt nghiệp cái trường trung cấp đông y ở bên Trung Quốc về, chuyên về xoa bóp bấm huyệt. Em có giấy phép bản hoi thì em ấy... Đưa tôi xem, giấy phép đâu? Đây. Đây, giấy đây, bác đọc đi ạ. Đấy, có giấy không ạ? Thấy cái gì? Dạ, xem chủ tên em đây. Thôi đi, chú đọc đi. Sao? Cái này bằng đánh đố nhau. Chữ xấu. Đấy, tên em đây, xem chủ đây. Sao đây? Tốt nghiệp khóa trung cấp đông y ở bên Trung Quốc. Đấy, có thấy không? Sao đây? Toàn viết chữ loằng ngoằng thế này. Chú đánh đố bọn tôi đấy à? Đưa toàn chữ Trung Quốc thế này ai mà đọc được. Khổ quá bác ơi. Thế em tốt nghiệp ở bên Trung Quốc về thì người ta không cấp cho em cái bằng in bằng chữ Trung Quốc, thì chẳng nhẽ người ta lại ghi tiếng Anh hay tiếng Pháp hoặc là tiếng Lào thế này hả bác? Chú cũng đùa bọn tôi đấy chứ. Ôi giời. Em đùa bác làm cái gì? Thế hóa ra là 2 năm vừa rồi ông mất mặt ở phố này là hóa ra là ông sang tận Trung Quốc học rồi đấy. Dạ vâng. Sang quá này. Thế mà sao lại tao hỏi mẹ mày thì mẹ mày lại bảo là mày đi cùng với cả thằng Tuấn Nghẹo đi sang Quảng Châu rồi mà đánh đồ tạp hóa. Cái đùa ở tạp hóa bây giờ. Đấy là hồi đầu thôi, sau này em chuyển hẳn sang học đông y rồi. Thế cơ à? Vâng. Em còn cả bốc thuốc nữa cơ. Bốc thuốc? Dạ vâng. Châm cứu bấm huyệt là kiêm bốc thuốc à? Dạ vâng. Thật không đấy? Ui giời, em nói thật với hai bác này. Em kiêm cả bốc thuốc nhưng mà chẳng qua điều kiện gia đình em nó chưa có, cho nên là em không thể sang bên Trung Quốc để lấy vật liệu về để bốc thuốc được. Vật liệu gì? Xây dựng à? Nguyên liệu chứ gì? Vật liệu thì nguyên liệu. Này, thế đúng là chú học ở bên Trung Quốc. Dạ vâng. Mà người ta dạy là châm cứu, mát xoa, bấm huyệt. Dạ vâng. Kiêm cả bốc thuốc. Ôi trời, đúng. Hay quá. Sang đây tôi bảo. Dạ. Dạo này hay mệt lắm. Thế ạ? Chú xem tình hình thế nào, chú kiểm tra cho anh xem bệnh tình thế nào. Ôi trời, gặp em thì đúng bệnh luôn. Bác ngồi thẳng lưng đi. Quay cái mặt lại đây. Thôi làm gì mà hả, bệnh kiểu gì mà cục xúc thế? Tàu chữa nó phải thế. Hãy lưỡi em. Ui dồi, lưỡi trắng lắm. Bắt mặt. Ui dồi, ui dồi, tưng bừng lắm. Anh là có vấn đề về tim mạch, đau lưng. Tuổi cao. Đúng rồi. Tóm lại là ông ấy bị bệnh gì? Bệnh của bác ấy, bệnh bác là bệnh người già. Thời tiết thay đổi rất là đau lưng. Đúng rồi. À đây thôi. À, huyết áp thì lại tưng bừng. Đúng rồi. Đêm nằm cạnh vợ nửa mưng nửa lo. Này, thi thoảng lại còn húng ngô. Đúng không? Phác đồ điều trị. Ui trời, em cho cái này. Này, thấy chưa? Chú lại đưa cho anh cái cục này. Sao lại đấy? Cục gì đây? Ai lại gọi là cục? Đây người ta gọi là tễ. Cái này nó là tiền dược đấy. À, thế à? Uống thoát khỏi ngay. Úi giời, hay quá. Chống đau lưng thần kỳ đấy. Thế à? Hay quá. Cười cái gì mà cười? Ngồi đây.
Ngồi lên đây. Ngồi lên làm gì? Khám bệnh cho chứ còn gì nữa. Đây, đúng rồi. Nhân cơ hội này, khám luôn đi còn gì nữa. Chứ mà em khỏe như voi thế này thì có bệnh gì mà khám. Mặt này không bệnh hơi phí. Ngồi lên đây. Này, em chết thế. Cái ghế của tôi sao lại làm như thế? Tao người ta khám đi. Nào, có bệnh, bắt đầu. Nè. Cấp vào. Cắn bố mà ngửi rồi. Lần này là bắt mạch trước, được chưa? Không phải đây. Trên này. Buồn quá. Này. Mạch là có vấn đề đấy. Thay lưỡi ra. Quá. Ông pích xe cái lưỡi lại. Ông hề lơ lơ này. Tôi nhìn thấy cái gì mà khám. Ui dồi, yết hầu to quá. À, cái này là tớ bị từ bé rồi. Đúng rồi, này. Thảo nào. Ôi giời, tôi nhìn cái. Ôi giời, ở mấy chú suốt bao nhiêu năm ở cái vỉa hè này giờ tôi mới phát hiện. Đúng là yết hầu của chú rất là to đấy. Rất to, người tài đấy. Biểu hiện em bệnh rồi. Này, thuốc của bác đây. Thì thơ đâu? Thơ rồi. Người ta bốc thuốc theo than. Tôi đây bốc thuốc cả làng thuộc thơ. Thơ đâu? Ê, yên tâm. Thơ giống mất con bác này. Thơ ra bệnh. Thơ ra bệnh. Nghe này. Bác này sắp chết bộ hơi. Nếu mà không chịu thì thời nguy to. Úi giời ơi. Đêm nằm ngủ ngáy rất to. Mũi thì không thở. Cho ra đằng mồm. Úi giời ơi. Hỏi là lôn đi mà ra đằng mồm. Bệnh này rất kỵ trời nồm. Này, có hiểu không? Phác đồ điều trị tôi chọn trong này. Ê, được chưa? Ô, sao nghe cái câu này lại giống của bác Phô thế? Giống của tôi. Tất cả các bài thơ đều kết thúc bằng câu này. Và tất cả các thang thuốc đều kết thúc bằng thuốc này. Đúng rồi. Hai bác yên tâm cứ uống đi. Sau một tuần khỏi ngay. Giống nhau quá. Ôi, giống nhau này. Ôi. Nhưng mốc. Hình như mốc. Hình như mốc rồi. Cái gì đấy? Mốc đâu? Hết mốc chưa? Hết mốc chưa? Ôi, chú này giỏi thật. Giờ lại có cả thêm chữ tài chữ mốc. Thuốc này ấy, nó đặc biệt là nó phải hơi mốc một tí. Nhưng mà cái tác dụng của nó chữa bệnh vẫn nguyên si. Em nói thật cho hai bác biết nhá. Cái thuốc này em phải luyện công bác biết là bao nhiêu ngày không? Bao nhiêu? 9981 ngày. Đúng trong rồi. Lò bắt quái mới ra được mấy thang. Lò gì? Lò bắt quái. Hả? Luyện là lò bắt quái. À, không, ý em nói là em luyện ở cái lò nhà em thôi. Ông cứ làm đi là ông được thái thượng lão quân như vậy. Mà luyện thuốc lại luyện theo kiểu bản cửu chương nhỉ? 9981. Bác đùa này. Dạ. Thuốc này nghe nhạc hiệu tôi đoán tình hình chắc là đắt lắm đấy chú ạ. Đắt đấy. Tôi nghĩ chắc là nó phải đến tiền triệu đấy. Này, thế hết khoảng bao nhiêu, mấy triệu để bảo anh em chúng tôi gửi. Hai bác đúng là có con mắt tinh đời đấy. Hai bác nói vậy em cũng cởi tấm lòng luôn. Là bình thường ở xã hội ấy, thì em lấy 1 triệu một viên. Nhưng mà tôi hai bác là cũng là hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Thì tôi em ưu đãi hai bác với giá là 500 một viên. Đấy. Nhưng mà hai bác đừng nói cho hai biết nhé, để cho em kiếm tí. 500 một viên thuốc mốc này. Tôi dám lấy 500 rồi. Nói là mốc nữa nào. Bác Hồ, giữ lấy thằng này. Được rồi. Để em chọn đầu thuốc rồi. Cho lấy anh Phương. Hai bác đừng. Bác ơi, khổ quá, em cũng chỉ là bán thuốc cứu người chứ em có làm gì đâu. Cứu à? Cứu à? Chú đi cứu thế này à? Chú khám bệnh tôi biết ngay là chú khám nhố khám nhăm. Khám vớ khám vẩn rồi. À, bắt mạch chị bắt mạch cả đây. À, rồi chú phán bừa phán bãi, không có loại thầy lang là như chú cả. Học hành cái gì? À, thuốc mốc mà bán cho người ta, chú định giết người à? Chú định giết con nhà người ta. Đi đi. Em nói cho biết nhá, thuốc này uống chỉ có no thôi, làm sao mà giết người được? Thuốc gì mà uống lại lo? À. Thế mày cho cái gì vào đây mà bảo uống mà nó? Nó thế nào? Em chỉ cho mỗi khoai lang này, mật ong này với cả ít nước nhỏ nồi. Làm sao mà chết được? Mày cho cả nhỏ nồi vào hả? À? Mày lại còn bốc mà lấy cái người ta những 500 nghìn lên phường. Ê! Đi! Đi bọt nhá! Ủa sao? À, thì là thằng mày bật này. Em đi học hành hẳn thôi. Em cũng chỉ là hành nghề thôi. Chẳng qua gia đình em khó khăn em mới phải xin bác có 1 mét vuông này để em kiếm tí tiền. Hay sao hai bác không ra ngoài phố kìa? Bao nhiêu người ta mở phòng khám đông y ấy. Nhiều người uống thuốc ở đấy á, còn sống dở chết dở kìa. Người ta chỉ mất có mấy trăm nghìn thôi. Đài báo tivi quảng cáo rầm rộ lên. Sao hai bác không ra bắt đi? Này, chú nói thế là không được. Tôi không biết những cái phòng khám ấy người ta làm gì. Tôi không biết họ quảng cáo kiểu gì. Nhá, nhưng tôi nói trước cho chú biết. Những cái phòng khám kiểu như thế mà. Rồi những cơ quan có chức năng, có thẩm quyền, họ sẽ đóng cửa lại. Họ sẽ không thể để cho họ lộng hành như thế được. Lấy tiền của người ta thì phải chữa bệnh cho đàng hoàng. Còn ở đây nhá, tôi với chú Bơm sống hàng phố ở đây bao nhiêu năm, chúng tôi làm ăn lương thiện. Bây giờ chú ở đâu chú nhòi ra đây, chú làm như thế này là lừa đảo bà con nhá.
chú chứ ở đâu tôi không biết, nhưng ở đây là chúng tôi cấm. Tốt nhất là ông lên phường. Nói nhiều quá. Thôi em xin hai bác cứ bình tĩnh. Hai bác không đồng ý thì thôi, em dọn đi chỗ khác em làm. À, dọn đi chỗ khác làm à? Không được đâu nhá. Nghỉ ngay cái trò đi nhá. Thôi em dọn đi chỗ khác, em không bán thuốc nữa, em chỉ tẩm quất, mát xoa và bấm huyệt thôi. Rồi, này này, mà tao bảo đây. Này này. Mày mà làm nghề tẩm quất, mát xoa, bấm huyệt đấy. Vâng. Nhá. Này. Dạ. Anh khuyên chú này. À, tuyển thêm mấy người nhân viên là nữ ấy, dạ, mà trông nó phô pháp một tí, mặc ngắn ngắn tí. Dạ. Này đông khách phết đấy. Vâng, đi. Chú đi về. Dạ, vâng, nhớ là làm ăn lương thiện đấy nhá. Dạ, vâng, em chào hai bác, cảm ơn hai bác. Này còn cái chiếu này. Ơ dạ vâng. Đây đấy, hai bác làm em khô hết cả lên. Này chú không phải vẽ đường cho hươu chạy, cái thằng mất dạy này á, có chả vẽ nó cũng chạy. Này nhớ là làm ăn lương thiện đấy nhá, đừng có để chúng tôi gặp một lần nữa là lại lên phường đấy.